Em xin chào các anh chị tham gia buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Trước đấy thì là em cũng tham gia học một số các cái khóa về liên quan đến đào tạo về men của bên mình ấy, thì cũng chính vào cái đợt này thì em cũng là đang mang bầu, vì là ngày trước thì năm 2018 thì em mang bầu, nhưng mà cái thời điểm đó thì là mình khi mà bầu càng to ấy, thì cái tình trạng đau dạ dày càng gia tăng, và cái thời điểm đó thì mình cũng chưa biết là có một cái sản phẩm nào cả, nên là đa phần những cái lúc mà đau quá thì mình không chịu được thì thường là hay sử dụng cái bánh mì hoặc là cái gì đó làm gì ăn để cho mình cảm giác là nó đỡ bị đau bụng ấy. Nhưng mà bây giờ sau khi mà học và được hỏi hỏi dược sĩ Vinh, thì là có được dược sĩ Vinh tư vấn về cách sử dụng cái bio prolact, thì là em thấy là cái tình trạng mà đau dạ dày của em là nó giảm rõ rệt. Và em cũng thử, ví dụ nha, có những hôm mà ví dụ như mình mà nghĩa là đau này nhiều khi nó là bất chợt ấy, thế nên là ví dụ đau mình sử dụng một hoặc hai viên rồi sau đó mình uống nước ấm vào, nhưng mà thấy cái khả năng nó giảm đau rất là nhanh, chỉ rơi vào tầm độ 1 đến 2 phút thôi là đã cái cơn đau đã dịu đi rất là nhiều rồi, và mình có thể ngủ tiếp hoặc làm cái gì đấy mà không bị ảnh hưởng bởi cái cơn đau bụng đấy cả. Nên là thấy bầu lần này cũng có cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, nó cũng đỡ hơn. Một phần là em muốn tìm hiểu cái sản phẩm men của bên mình là để thứ nhất là cải thiện cái dạ dày của em, thứ hai là em cũng muốn cải thiện cái tình trạng mà tiêu hóa của con nhà em, bởi vì hai bạn sinh đôi nhà em năm 2018 mà các bạn ấy rơi vào trạng thái gọi là sinh non, khi là cái thời điểm đấy là sinh được có 30 tuần cân bốp thôi, thế nên là các bạn ấy cái đường ruột các bạn ấy rất là kém, lại còn cái còn cái thời những thời gian đầu vẫn bị rơi vào tình trạng bất trung lạc lacto ấy, các bạn ấy nói chung cũng gặp nhiều vấn đề lắm. Thế xong là về sau thì gần đây thì em có tìm hiểu lắm, nghĩa là vừa mẹ với cả vừa con luôn, em cho các bạn ấy sử dụng cái bio relax giống như mẹ với cả kết hợp với cả let go, thì dần dần phân của các bạn đấy cũng có vẻ dần dần bắt đầu đi ổn định hơn, nghĩa là nó chưa chưa thực sự là trội hẳn, nhưng mà so với những lần trước thì bây giờ các bạn cũng trội hơn rồi, cũng ổn hơn, với cả bây giờ ăn của các bạn đấy nó cũng như thế nào nhỉ, các bạn ấy có cảm hứng về việc ăn uống nhiều hơn, nghĩa là ăn trong sự chủ động chứ không phải là ăn trong cái sự giống như kiểu mình thấy con cói, nên là mình hay bị rơi vào cái trạng thái và xu hướng là phải muốn con ăn nhiều và phải ép con ăn ấy. Nhưng mà bây giờ thì gần như là con có khả năng là nó sẽ tự tự ham muốn và đi về học về là tự đòi ăn, hoặc là đi đâu đấy chơi về là con tự muốn đòi ăn, tự muốn là phải ăn luôn, ăn luôn ăn ngay không thì con sẽ bị đói. Thế nên là cũng thấy vui khi mình sử dụng được đúng cái sản phẩm cho con và đã cải thiện được tình trạng cho mình và cho hai con. Và mình cũng có một cái mẹ bầu cũng mình quen ở phòng khám, thì là mẹ bầu đó thì là cũng đang bầu cũng gần đến tháng sinh như mình, thì là mẹ bầu đó thì cũng bị rơi ở cái trạng thái bị mề đay này, rồi sau đó lại còn bị tiêu chảy này, và cái tình trạng đau dạ dày của mẹ ấy nữa. Nhưng mà em thấy là cái tình trạng là em cũng hướng dẫn cho bạn ấy cái sử dụng cái men của bên mình, và bạn ấy bảo là tiêu chảy của em nó tắt rất là nhanh, và cái mề đay mình cũng hướng dẫn, nhưng mà mình hướng dẫn cho bạn ấy để cách bạn ấy xử lý thải lên thải độc như nào thì cũng rất là khá là nhanh, 1 đến 2 hôm, nói chung là từ cả mề đay tiêu chảy cũng nhanh, và cái tình trạng đau dạ dày đều cũng không thấy bạn ấy kêu ca gì cả. Bạn ấy mấy cái vấn đề kia bạn thấy ổn, nên là bạn ấy cũng có vẻ là cũng thích về cái vấn đề sử dụng men. Mình thì là trước đó thì trước khi mà mình chủ yếu là mình tìm hiểu về mình về men để muốn là cải thiện cái đường ruột của chính mình, bởi vì cũng giống như các bài học của bên nhà cung cấp và một số các nhà cung cấp khác, người ta cũng đều nói là cái hệ tiêu hóa là chiếm một cái tỷ lệ hệ miễn dịch là rất là cao, từ 70 đến 80% của cơ thể, thế nên là mỗi lần mà con mà gặp vấn đề gì đó mà liên quan đến đường hô hấp hoặc là đường tiêu hóa thì mình cũng sử dụng men kết hợp với một sản phẩm nữa. Để em bảo thì mình thấy cái khả năng của con nó khỏe mạnh nhanh hơn và không bị mệt mỏi, ăn uống nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Em cảm ơn cả nhà đã nghe chia sẻ của em ạ.